cây dưa này. À, trong điều hòa do cây dưa le này nó cách ly rồi, ô tô chép nó cách ly rồi, cái này nó cách ly rồi, cho nên là người ta cần thêm cái nguồn cách ly nữa. Nguồn nó đi thẳng ở đây, đi thẳng vào cái đầu cái dưa le công tắc, đầu cái này để ra tải, sau đó nó đi qua cái nguồn cách ly để vào cái xử lý đây. Rồi cái xử lý nó còn liên quan đến một số những cái thiết bị, ví dụ như là sensor, rồi thì cái bo phím hiển thị, nó cần cách ly cái nguồn để nó an toàn. Tuy nhiên ở trong cái máy giặt thì đấy, người ta lại thường là nguồn để không cách ly, với một cái lý do là trong máy giặt người ta hay dùng cái kiểu là gì, vi xử lý đi qua cái đóng quách đại đảo cái là đi đến chép ngay đấy, chứ nó không có con photo qua này, này. Cho nên là cái thằng này nó bị nhiễm điện thì mặc nhiên thằng này cũng bị nhiễm điện. Bây giờ cái thằng này nhiễm điện rồi thì bây giờ cái nguồn cách ly nó chẳng có giá trị gì nữa, đúng nhỉ? Đấy, chính vì vậy thôi nó chẳng cần cách ly nữa. Đây nguồn này, tức là anh điều khiển cái thằng này, bản thân thằng này đang bị nhiễm điện, anh điều khiển trực tiếp nó thì anh bản thân anh bị nhiễm điện. Thế thì thôi bây giờ nguồn cũng cho trực tiếp luôn, nữa phải cách ly. Cho nên là tại sao có nguồn phải cách ly, có nguồn không? Đấy, nên chúng ta hiểu như vậy. Thứ hai là về nguồn biến áp và nguồn xung. Nguồn biến áp và nguồn xung. Thế thì ưu điểm của nguồn biến áp là nó đơn giản và có khi nó bền đấy, đúng vậy, nguồn biến áp nó bền đấy, đơn giản nó bền. Những cái nhược điểm của nó, nhược điểm của nó là gì? Đỏ, giải điện áp nó hẹp, hẹp, cong kênh, chiếm diện tích, đúng nhỉ? Chiếm diện tích, trọng lượng của máy tăng, giải điện áp hẹp. Ví dụ người ta muốn chạy điện áp từ 110 đến 100, từ 150 đến 250 thì anh không chạy được, anh chỉ chạy được loanh quanh từ 190 đến 230 thôi. Đấy, chiếm diện tích nặng. Đấy, đây là ưu điểm, đây là nhược điểm. Thế từ cái này người ta mới sang một cái máy khác, nó đi sang nguồn xung. Nguồn xung, cái nguồn xung thì ưu điểm là gì? Ưu điểm của thằng này chính là khắc phục của thằng này, nhược điểm của thằng này. Ưu điểm của nguồn xung đó là giải điện áp rộng, giải điện áp rất rất rộng. Thứ hai là nó gọn nhẹ, rất là gọn nhẹ nhưng mà cho công suất lớn. Nhưng cái nhược điểm của thằng này là gì? Nó có tự cắm điện vào nó chạy ngay được không ạ? Phải có bán dẫn để điều khiển nó, đúng không? Để điều khiển có bán dẫn để điều khiển, có đèn, có IC công suất để điều khiển, chứ nguồn xung mà không có bán dẫn thì nó chạy được không? Không chạy được, đúng nhỉ? Đấy, cái đây là cái ưu điểm, còn đây là cái nhược điểm, có bán dẫn để điều khiển. Từ cái bán dẫn này thì nó lại biến áp nó lại chẳng bao giờ chết, mà nó lại chết cái có phần này, nó hay hỏng hơn là cái nguồn biến áp hay hỏng, nếu như điện áp ổn định rồi nó phát ra, nếu như anh thiết kế không tốt thì nó kêu như con ve, đúng không? Anh được làm nguồn xung mà không tốt thì nó kêu có tiếng kêu, nó phát ra ngoài, nó phát ra xung cao tần. Cho nên người ta thường là phải nâng cái tần số nguồn xung lên rất cao để chẳng may nó có phát ra ngoài chúng ta không nghe được. Nhưng còn nếu mà để cái tần số nó lọc trong vùng âm thanh ấy, nó kêu như con ve luôn, chỉ cần một cái lõi ferrite nó hơi lỏng một tí là nó kêu như con ve sầu luôn. Nên người ta phải lên một hàng trăm kHz là lý do như vậy, để chẳng may nó có phát ra xung cao tần chúng ta cũng không nghe tiếng gì. Thế nhưng mà cái xung cao tần này nó lại ảnh hưởng đến các cái thiết bị xung quanh, gây ra nhiễu nha. Thế sơ sơ như vậy, cách ly không cách ly, nguồn biến áp, nguồn xung. Đấy,
ngay cái phân loại nó đã phức tạp thế rồi nhỉ. Thế bây giờ chọn một cái nguồn gọi là nguồn cách ly đi. Bây giờ nói về một xung cách ly đi. Một nguồn xung cách ly cả. Đã gọi là nguồn xung cách ly rồi thì bên sơ và bên mát nó sẽ là khác mát của nhau. Đấy, nói đơn giản như vậy. Thế thì cái phần này nó sẽ giống nhau. Đây là nguồn AC đi vào, AC 220V đi vào. Thì về cơ bản chúng ta nhớ cho tôi như này. Đi qua cầu trì rồi nó đi qua lọc nhiễu, rồi đi qua chỉnh lưu, rồi tôi vẽ luôn. Bởi vì cái mạch này thực ra là nó cũng giống nhau, sau này chúng ta học nó sẽ giống nhau hết. Và chúng ta hiểu rằng cái gì nó giống nhau và cái gì nó khác nhau là chúng ta sẽ phân biệt được. Đây là con bảo vệ khóa. Chúng ta không cần vẽ nhé, tôi vẽ lại. Đây là con chở hạt dòng, đây là cái cầu diốt. Đây là AC 220V. Chỗ này là tôi gọi một cách tóm tắt nó là dập xung. Và ở giữa song song với cuộn dây này, đó là dập xung. Và đây là nguồn cách ly, cho nên là hai mát này nó khác nhau. Thì cái mát này là cái này, đây có thể là ra 5V, đây có thể là ra 12V. Thì đây nó sẽ là cái phần mà nó sẽ giống nhau giữa các loại nguồn. Đa số là nó giống nhau như cái phần này. Ta cứ để ý xem. Nó sẽ giống nhau hết các loại nguồn. Hàng nào thì nó cũng có mạch. Đây là cuộn gọi là cuộn sơ cấp. Cuộn hồi tiếp này thì tùy từng nguồn nhé. Có nguồn có, nguồn không nhé. Để tôi vẽ thêm vào. Cuộn này người ta gọi là cuộn hồi tiếp. Đây là cuộn sơ cấp, đây là cuộn hồi tiếp và đây là cuộn thứ cấp. Và đây là điện áp ra để tải, cung cấp cho tải. Thế bây giờ chúng ta mới bắt đầu thiết kế. Từ cái phần giống nhau như thế này, người ta mới sinh ra các cái loại nguồn. Đúng nhỉ? Loại thứ nhất. Loại thứ nhất. Đây tôi vẽ một con IC là như này. Bên trong nó có cái đèn, nó có cái mạch dao động. Mạch dao động này nó cần có một con trở mồi. Đây tôi gọi là cái trở mồi. Soft start, nó đi vào đây. Cả cái này nó nằm trong con IC nhé. Thì đây như này là một dạng thứ nhất là chở mồi nó đi vào chân VCC start. VCC start xong nó chạy về chân VCC. Đấy là dạng thứ nhất nhé. Nói về dạng thứ nhất, nói về góc độ chở mồi đi. Mồi người ta thích cho vào chân V-start. Sau V-start thì điện áp nó cũng chảy về chân VCC mà thôi nhá. Mồi vào V-start là 1 này, mồi vào VCC là 2 này. Người ta không có chân này nhé thì nó sẽ không có cái mạch này bên trong nhá. Bỏ cái mạch này đi thì tôi được cái dạng 2 là người ta mồi vào
bồi vào đây, được chưa? Chúng ta bồi vào đây, chỗ này là có một con trụ. Người ta bỏ cái con chân bên phát đi thì người ta bỏ luôn cái mạch HFT đi và người ta bồi thẳng vào chân VCC. Thì đấy là tôi tạo ra cái dạng 2. Cái dạng thứ 3 là vẫn thiết lập trong xe này luôn. Lúc này nó có thể là dùng mạch bán dẫn, có thể là dùng trỏ, nhưng mà thường là bán dẫn nhiều hơn. Thì tôi cứ tạo gọi là cái mạch này đi. Nó lấy điện ở bên này sao? Và nó có một cái mạch, nó cũng có cái mạch, nó cũng kiểu như cái mạch soft tap. Nó lấy điện cho mình. Và lúc này nó sẽ không còn tồn tại cái con trở này nữa. Yeah, nó không còn tồn tại con trở nữa. Thì lúc đó chúng ta sẽ quan sát, chúng ta sẽ không nhìn thấy trở mồi đâu. Đúng không? Cái dạng này là gọi là gì? R mồi tích hợp trong IC. Tức là gọi là mồi thôi, thì chưa chắc là phải dùng trở, có thể dùng mạch bán dẫn đấy. Nhưng nó tích hợp trong IC. Và nó thường là lấy từ chân D để sang. Như vậy là riêng cái góc độ trở mồi thôi, nó đã có 3 dạng rồi. Đó là có 3 dạng rồi nha. Và thứ hai là về mạch dập xung. Về mạch dập xung, dập xung thì người ta có thể chọn cái dạng này. Người ta có thể chọn cái dạng này. Và cái dạng này cũng là cái dạng vẫn hay dùng nhất. Một tụ điện song song với một điện trở, rồi nối tiếp với một diode. Cái dạng này là cái dạng được dùng nhiều nhất. Dập xung R song song với C và tất cả phụ nối tiếp với E. Dạng này là cái dạng thứ nhất và hay được dùng nhất. Cái dạng thứ hai là bỏ cái RC này đi và thay bằng diode sender nối tiếp với D. Và diode sender này là 200V. Tức là bây giờ tôi bỏ hai con này đi. Tôi thay bằng diode sender 200V. Còn diode này là giá trị là 200V đây. Thì đây là dạng thứ hai. Có lẽ anh em cứ để ý nghe thôi, về nhà xem lại trên YouTube, tôi sẽ phát trên YouTube. Vì cái bài này tổng hợp. Đúng không? Bài tổng hợp tại sao tôi lại muốn tổng hợp? Là anh em học một xung rất nhiều. Nhưng mà hôm nay học một xung này thấy nó đã khó rồi, ngày mai lại thấy nó sinh ra một cái nguồn xung mới. Ngày mai dò mạch nó lại thấy nó khác. Đúng không? Thì cái bài này là cái bài tổng hợp tất cả các loại nguồn xung trong một cái bài này. Nhá. Dập xung có kiểu thứ nhất là trở nối tiếp với song song với tụ, sau đó nối tiếp với D là bờ vét. Dạng thứ hai là diode sender nối tiếp với D, diode nối tiếp với diode xung, và cái diode sender này là 200V. Dạng thứ ba thì ít khi nó dùng cho nguồn IC mà nó thường dùng cho nguồn đèn. Đó là nó chỉ có một cái tụ duy nhất, chỉ có tụ từ D xuống mát hoặc là D lên 300V, tức là nó song song với quần sơ cấp đấy. Dạng 3 là cái dạng mà dập xung kém nhất. Từ đây xuống mát này, đây là mát này, hoặc là từ đây lên D, và thậm chí là có cả hai. Từ đây nó song song với cái quần này, thậm chí là có cả hai. Tức là chỉ cần tụ thôi, chứ không cần diode. Dạng này là kém nhất. Thì đấy về góc độ mạch dập xung, trở mồi rồi này, xong lại dập xung rồi này.
thứ ba là về góc độ mạch hồi tiếp thì có này, đây mạch hồi tiếp có mấy dạng hồi tiếp. Nó đang nói về nguồn cách ly chứ chưa nói về bàn về cái nguồn cách ly, tôi bàn xong mạch hồi tiếp. Về mạch hồi tiếp, đã là nguồn cách ly thì bao giờ hồi tiếp cũng phải có con gì ạ? Hô tô qua chắc chắn là phải có con này. Đấy, nó sẽ có cái con hô tô qua ở đây. Bây giờ tạm thời tôi lấy một cái dạng này đã. Lấy một cái dạng này đã. Đây là chân FB cộng. Tí xét sau. Hồi tiếp. Đầu tiên là photo quang. Photo quang là cái này là bắt buộc phải có đối với nguồn cách ly. Mục đích của photo quang là truyền được cái điện áp biến đổi từ bên này, cái dòng điện biến đổi từ bên này thành bên này, hai bên chênh lệch hàng trăm thôi. Đấy là cái nhiệm vụ. Sau đó trước photo quang này đơn giản, người ta chỉ cần thế này là xong. Đây có một con điện trở, một con điện trở, một con điện sender là xong. Đúng nhỉ? Hai là trước photo quang. Photo quang thì có trở. Cộng với DZ là xong. Dạng này đơn giản nhất, đúng nhỉ? Với cái dạng này thì nó có nhược điểm là gì? Điện áp ra đây nó hơi bị dao động chứ nó không được, không được trọng vẹn, cho nên là người ta không lấy ra 5V mà người ta chỉ lấy ra 12. Ra ngoài đấy người ta chỉ lấy ra 12 và người ta thêm con 7805 để thu được 5V. Đây để thu được 5V. Ra này đơn giản nhưng mà có nhược điểm là điện áp ra bị dao động sai số mất 5%, cho nên người ta không lấy ra 5V mà người ta chỉ lấy ra 12V. Sau đó người ta đi qua con 785 để lấy ra 5V cấp chưa đi xử lý. Đây là cái dạng thứ nhất. Trước phương tục qua có cái dạng thứ nhất. Dạng thứ hai là người ta dùng 431, dùng trở kết hợp với KA431. KA431 đây là con IC, các nhà so sánh. Tức là người ta vẫn để như thế này. Đây, người ta tôi chuyển trở vào chỗ này. Nhưng thay con này bằng con IC 431 thì con này nó có thêm một chân ở đây, ở giữa này. Chân này nó gọi là chân R, chân này nó vẫn là A và chân này là K. Và thêm hai con trở. Lúc này mà nguồn lên ra 12V thì lại tốt quá, đúng nhỉ? Đường này đứng im không có sao rộng gì cả. Thêm con này nữa thì cũng lại hơi tốt quá, lại hơi thừa, đúng không? Bây giờ nó tốt rồi thì người ta có thể cho ra thẳng 5V mà dùng không cần chỗ này nữa. Được chưa? Bởi vì cái nguồn này này, nguồn nó dùng con 431 này này, cái độ chính xác nó lên tới, nó chỉ còn sai số có 0,5% mà thôi. Cho nên bây giờ người ta sẵn sàng người ta lấy ra trực tiếp 5V để cấp cho vi xử lý. Đây là lý do tại sao mà cái nguồn mà nó dùng con này thì ta lại thấy nó có 5V ra ngay trực tiếp từ nguồn.
Còn cái nguồn nó dùng phân đĩa dân nơ thì không bao giờ nó lấy ra 5 môn được cả, mà nó phải có con 7805. Thế như vậy là mạch hồi tiếp của nguồn cách ly bắt buộc phải có photo quang. Đằng trước photo quang, phía trước photo quang có hai dạng. Dạng thứ nhất dùng trở công đĩa Zener thì cái dạng này chỉ ra 12V mà thôi, không có 5V. Đường 5V phải có 7805. Dạng thứ hai dùng trở cộng với 431 thì điện áp ra nó chuẩn rồi, cho nên là nó có thể ra trực tiếp 5V. Thì đấy là xong mạch nối tiếp nhé. Còn dạng gì nữa không ạ? Trước cái kênh photo quang còn dạng gì nữa? Hết rồi, chỉ hai dạng thôi. Đúng không nhỉ? Đây là phía 1-2 của photo quang. Bây giờ nói về phía 3-4 có mấy dạng. Phía 1-2 này nhé, nó không quan tâm phía 3-4 nhé. Bên 3-4 anh thiết kế thế nào, cái anh dùng xe nào, cái anh tôi thiết kế bên này thế là được rồi. Anh sửa anh mà có cả cái xe anh đừng có động vào bên này của tôi. Thấy không? Không đến lúc là cải xe xong lại cải lốt cả bên này thì hoàn cả lại, lắp nguồn mới cho nhanh nha. Bây giờ bên này lại có hai loại, phía trước và thông quang. Đây là phía trước, bây giờ là phía sau hay là phía 3-4 đấy. Phía 3-4 photo quang, nếu 3 mà xuống mát thì sao? Suy ra 4 sẽ về F về cộng. Ok, nếu 3 xuống mát suy ra chân này nó sẽ là F cộng, cho nên tôi vẽ được F cộng ở đây, đúng không ạ? Và giải thích cô ông nào đó mà giải thích cho tôi cái F cộng là thế nào, giải thích cho ông ấy. Nếu điện áp trên F cộng này nó tăng thì làm cho điện áp đang tăng lên, được chưa? Nếu áp trên F cộng mà giảm thì làm cho áp ra giảm xuống. Thế bây giờ ông nào ông hỏi bạn thế tại sao F cộng tăng mà F ra lại tăng, thì lúc đấy là phải thêm 30 phút nữa để giải thích cho ông ấy ruột nhá. Làm một clip nữa tôi giải thích nốt cái ruột này cho mọi người khỏi thắc mắc tại sao cái chân này nó tăng và đây nó lại tăng, tại sao đây giảm và đây lại giảm. Còn nếu như 3 mà không xuống mát, chân 3 mà không xuống mát thì chắc chắn đây là FB trừ rồi nhá. Thì suy ra đây là FB trừ. Thế còn cái chính cái chân 3 ấy, nó chạy về chân nào thì đó là chân FB trừ nhá, là chân thông với chân 3, thông với 3 của photo qua. Thế thì lúc này cái chân 4 nó đi đâu? Lúc này cái chân 4, ví dụ đây thế này à, thì lúc này nó lại thành FB trừ đây này. Lúc này chân 4 nó sẽ mắc vào đây này. Một là chân nguồn, hai là một chân người ta gọi là chân VRES. Thế như vậy là hồi tiếp cũng lại có ra bao nhiêu? Mé bên 1-2 này có hai dạng, mé bên chân 3-4 có hai dạng. Như vậy là nếu như tôi tính nó ra thì nó thành ra là gì? Tôi có thể thiết kế được 4 dạng hồi tiếp, đúng không? Dạng thứ nhất diode cộng với FB cộng. Dạng thứ hai diode cộng với FB trừ, ta thay đổi kích đấu cái này thôi mà. Dạng thứ ba là con này cộng FB cộng, và dạng thứ tư là con này cộng FB trừ. Có phải là riêng cái thằng hồi tiếp tôi cũng suy ra được 4 loại nguồn không? Cho nên là học có một buổi mà đi dò lên thế nó bốn dạng, đúng chưa? Có biết nghề điện tử, điện lạnh, máy tính, điện thoại có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày? Nếu bạn chưa biết thì hãy bắt đầu ngay từ những giáo trình điện tử cơ bản hoàn toàn miễn phí phát trên kênh YouTube của Trung tâm Đào tạo Công nghệ cao Bách Khoa và học nghề trực tuyến.vn do kỹ sư Xuân Vĩnh giảng dạy. Khi đã có kiến thức căn bản, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội với các khóa học nâng cao trên website học nghề trực tuyến.vn. Trên website học nghề trực tuyến.vn đã có sẵn hàng chục khóa học video đào tạo kiến thức chuyên sâu về điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, máy tính, laptop, điện thoại, có hướng dẫn thực hành sửa chữa các pan mệnh mẫu, giúp bạn học đến đâu là làm được ngay đến đó.
hiện website vẫn đang liên tục cập nhật các giáo trình mới hàng ngày để phục vụ các bạn yêu nghề. Trong quá trình học các khóa học trên website, bạn có thể trao đổi với giáo viên bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn sẽ được trả lời ngay tất cả những vướng mắc trong quá trình học tập. Nếu bạn đã làm thợ, bạn luôn tìm các khóa học mới trên hocnghetructuyen.vn giúp cho bạn luôn là người tiên phong làm chủ kỹ thuật. Ngoài ra, trung tâm còn liên tục mở các lớp học nghề tại chỗ, học tại Hà Nội, các nghề điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, máy tính, laptop, điện thoại. Để tìm hiểu thêm về các khóa học, bạn vui lòng liên hệ các số hotline 0964 027 299 hoặc 0936 327 789 hoặc 0936 927 789. Website hocnghetructuyen.vn và Trung tâm Đào tạo Công nghệ cao Bách Khoa đã giúp cho hàng vạn học viên có việc làm ổn định, hàng ngàn học viên đã mở cửa hàng và có thu nhập hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.